Kính chào quý vị và các bạn. Đài truyền hình địa phương hôm nay do Đài truyền thanh truyền hình huyện Tuyên Hóa thực hiện. Sau phần tin phản ánh các hoạt động kinh tế xã hội vừa diễn ra trên địa bàn có phóng sự, Đảng bộ xã Tiến Hóa với công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, trước hết là phần tin. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình tâm canh lạc năng suất cao tại huyện Tuyên Hóa. Trong vụ đông xuân năm nay, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ đã triển khai trồng thử nghiệm hai giống lạc mới L20 và L27 trên diện tích 20 ha ở hai xã Đức Hóa và Thạch Hóa với 166 hộ dân tham gia dự án. Cả gia đình thực hiện mô hình thử nghiệm được cung cấp miễn phí giống, hỗ trợ phân bón, vật tư và được tập huấn đào tạo hướng dẫn về quy trình thâm canh cây lạc năng suất cao. Tại buổi hội thảo, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người dân tham gia mô hình đều khẳng định giống lạc L20 và L27 có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương, sức chống chịu các loài sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, tỷ lệ hạt chắc và đều khá cao. Nhờ ứng dụng có hiệu quả kỹ thuật trồng lạc bằng che phủ ni lông đã giúp lạc nảy mầm đều. Với những ưu điểm vượt trội cùng với việc sử dụng quy trình kỹ thuật đồng bộ trong sản xuất, năng suất lạc giống mới đạt cao hơn so với các giống truyền thống đang được trồng đại trà. Năng suất ước đạt trên 43 tạ một hecta, cao hơn giống đối chứng đại trà 13 đến 15 tạ một hecta, lợi nhuận tăng thêm 14 đến 15 triệu đồng một hecta. Huyện Tuyên Hóa hiện có 210 hộ đồng bào Mã Liêng sinh sống chủ yếu tại hai xã Lâm Hóa và Thanh Hóa. Thời gian qua được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và sự thay đổi trong ý thức, tập quán canh tác, đồng bào Mã Liêng ở huyện Tuyên Hóa đã chủ động hơn trong sản xuất, đảm bảo nguồn lương thực cho cuộc sống hàng ngày. Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân Mã Liêng đã gieo trồng trên 44 hecta lúa và hoa màu. Ngay từ đầu vụ, bên cạnh việc hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc tích cực trong các khâu chuẩn bị như chọn giống, làm đất, bón phân và xuống giống đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo hoàn thành hết diện tích canh tác. Chính quyền địa phương còn hỗ trợ 100% bề giống, vật tư phân bón, cử cán bộ thường xuyên về theo dõi, hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc nên các loài cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đến thời điểm này, các loài cây trồng đang chuẩn bị bước vào thu hoạch. Cùng với việc chỉ đạo, cả địa phương thường xuyên cử cán bộ tham đồng, vận động bà con nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Lãnh đạo huyện Tuyên Hóa cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương huy động nhân lực, phương tiện giúp đỡ bà con thu hoạch, đảm bảo năng suất và sản lượng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Quảng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh tại thôn Phú Xuân. Mô hình nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh tại thôn Phú Xuân, xã Cao Quảng có 42 hội viên phụ nữ tham gia. Mô hình được thực hiện phải đảm bảo các tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và vườn đẹp. Trong quá trình triển khai mô hình, thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, không nuôi nhốt gia súc gần nơi ở của gia đình, có hồ xử lý rác thải, xử lý chất thải của súc vật đúng quy định, sử dụng các dụng cụ nấu ăn sạch sẽ, ngăn nắp, sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn và dinh dưỡng, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Ban quản lý mô hình đã tiến hành ra mắt và tổ chức ký cam kết thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh trong toàn thể hội viên phụ nữ thôn Phú Xuân. Ngay sau lễ ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Quảng đã tổ chức trồng hoa ở khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú Xuân trên các trục đường liên thôn và ở xung quanh khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ xã Tiến Hóa hiện có 413 đảng viên sinh hoạt ở 21 chi bộ. Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bám sát nghị quyết của Đảng ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh liên kết trong đầu tư sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Nhờ vậy, năng suất sản lượng các loại cây trồng trên địa bàn xã ước đạt 1.964 tấn, đạt trên 102% kế hoạch năm. Bám sát đề án phát triển kinh tế của huyện và Đảng ủy, Đảng ủy xã, chi bộ đã kịp thời phát động quần chúng nhân hướng dẫn cho bà con làm tốt các công tác trong thôn, đã có đa dạng ngành kinh tế gồm có các lĩnh vực bún bánh, chăn nuôi, đồi mộc và các dịch vụ khác. Đời sống bà con được
ngày càng phát triển đi lên, bà con phấn khởi, quá trình làm thì được nhân dân tin tưởng và tạo động lực phấn khởi, đời sống kinh tế của thôn ngày càng được phát triển đi lên. Để đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ xã Tiến Hòa đã tổ chức quán triệt đến các chi bộ và đảng viên, phát huy vai trò của đảng viên, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loài giống cây con mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, mở rộng loại hình kinh tế hợp tác xã. Đã xuất hiện một số hợp tác xã làm ăn có hiệu quả như hợp tác xã kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái Lèn Trúc, hợp tác xã sản xuất nấm và kinh doanh tổng hợp Bình An. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và các đoàn thể tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất. Từ việc lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện phát huy sự năng động, sáng tạo, ý thức vươn lên của người dân. Hiện toàn xã có 26 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 150 triệu đồng một năm và nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ tiểu thủ công nghiệp có mức thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng một năm. Điển hình như mô hình chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đức Hải, mô hình làm bún bánh của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Thanh Trúc, mô hình kinh doanh dịch vụ của gia đình anh Cao Văn Thắng ở Chợ Cuôi. Năm 2017, mức thu nhập bình quân đầu người của xã Tiến Hòa đạt trên 32,11 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,09%. Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi và khoa học kỹ thuật về phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Gia đình chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển chăn nuôi gì, hiện nay đã được 3 năm. Thu nhập rất ổn định và để tạo điều kiện cho cả con ăn học để nơi đến chốn. Cái gia truyền này của gia đình tôi thì có từ lâu rồi, nhưng mà sau đây chúng tôi mới phát triển càng ngày càng lớn thêm. Thì cũng nói chung đưa lại kinh tế thu nhập ổn định cho gia đình và cũng có tạo điều kiện công ăn việc làm cho 6 lao động ở trong thôn có công ăn việc làm ổn định. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển khá với quy mô ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Năm 2017 vừa qua, tổng nguồn thu ngân sách của xã Tiến Hòa đạt gần 17 tỷ đồng, đạt trên 190% kế hoạch. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chính sách xã hội, công tác tôn giáo được quan tâm chu đáo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức quán triệt các chuyên đề của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cho đảng viên và cán bộ cốt cán trong toàn xã, tăng cường đảng viên về sinh hoạt tại một số chi bộ có số lượng bà con công giáo đông như thôn Thanh Tiến, Chợ Cuôi. Trong năm 2017 và quý 1 năm nay đã kết nạp được 8 đảng viên mới. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy vận động thuyết phục là chính, nhất là việc huy động nguồn vốn đóng góp xây dựng các công trình cộng đồng. Đến nay, xã Tiến Hòa đã bê tông được 16 km đường giao thông liên thôn, 128 đường giao thông đuổi thôn, cứng hóa và đắp cấp phối 19 km đường giao thông đuổi đồng. Tính đến thời điểm này, Tiến Hòa đã đạt 15 trên 19 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018 này. Trên cơ sở là những kết quả đã đạt được, thì trong những năm tiếp theo, Đảng bộ xã Tiến Hòa tiếp tục nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tích cực chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế theo hướng là tăng dần cái tỷ trọng các cái lĩnh vực về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các cái cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nâng cao cái năng suất và thu nhập cho nhân dân, góp phần đưa xã Tiến Hòa hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018. Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của xã Tiến Hòa đã tiếp tục củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn sẽ là tiền đề để xã Tiến Hòa quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đề ra, xây dựng quê hương phát triển ngày càng bền vững. Đến đây, trang truyền hình địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tuyên Hòa thực hiện xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.